Vòng 4 V-League 2020 sẽ chứng kiến trận derby Bắc Trung Bộ giữa Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Thanh Hóa đang rơi vào khủng hoảng cùng cực với một phong độ vô cùng yếu kém. Đã rất lâu rồi ở V-League, người hâm mộ xứ Thanh chưa được hưởng niềm vui chiến thắng. Chính xác là 14 trận đấu liên tiếp, Thanh Hóa giành được 2 trận hòa và nhận đến 12 thất bại. Trở lại sau đợt nghỉ dịch, Thanh Hóa đã khiến người hâm mộ hy vọng rất nhiều sau chiến thắng 2-1 trước Phổ Yên tại Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ đã bị Bình Dương loại ở trận thua 0-1 trên sân khách. Tiếp theo đó là thêm một trận thua nữa, lần này là ở V-League trước Quảng Nam với tỷ số 1-2. Hiện tại, Thanh Hóa chưa có được điểm nào với 3 trận thua và đang cùng Đà Nẵng chia sẻ 2 vị trí cuối bảng. Sau những kết quả không tốt vừa qua, Bầu Đệ đã quyết định thay tướng khi sa thải nhà cầm quân người Italia Fabio Lopez và đưa huấn luyện viên Nguyễn Thành Công lên ngồi chiếc ghế nóng tại đội bóng xứ Thanh. Trái ngược với Thanh Hóa, người hàng xóm Sông Lam Nghệ An đang cho thấy sự ổn định của mình tại V-League. Thất bại ở Cúp Quốc gia trước Bà Rịa Vũng Tàu là một cú sốc lớn, nhưng không phải là không có điều tích cực trong đó. Bị loại tại Cúp Quốc gia, đội bóng Thành Vinh sẽ tập trung toàn lực cho cuộc đua ở V-League. Chiến thắng ở vòng đấu vừa rồi trước Đà Nẵng đã giúp cho Sông Lam Nghệ An kéo dài chuỗi trận bất bại của mình tại V-League lên con số 5. Hiện tại, đội khách có được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Họ đang cùng Thành phố Hồ Chí Minh và Viettel chia sẻ ngôi đầu bảng với cùng 7 điểm. Chặng đường phía trước còn khá gian nan với Sông Lam Nghệ An khi mà họ sẽ phải vượt qua rất nhiều đội bóng mạnh khác. Nếu tính 26 lần đối đầu trước đây, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đang có kết quả khá cân bằng với nhau. Cụ thể, Thanh Hóa nhỉnh hơn đối thủ với việc sở hữu 12 chiến thắng. Đối với Sông Lam Nghệ An, con số này là 11, hai đội cầm chân nhau với kết quả hòa 3 trận. Tuy nhiên, nếu chỉ tính 5 trận đấu gần nhất, Thanh Hóa đang có sự áp đảo mạnh mẽ so với đối thủ. Đội bóng xứ Thanh sở hữu 4 chiến thắng. Ngược lại, Sông Lam Nghệ An mới chỉ có đúng 1 thắng lợi ở trận lượt đi V-League 1 trước. Như vậy, không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa. Sẽ lần cuối cùng gặp nhau, Thanh Hóa vượt qua đối thủ 2-0 nhờ cú đúp của Rimario. Sân vận động Thanh Hóa không phải điểm đến yêu thích của Sông Lam Nghệ An. Trong 14 chuyến hành quân đến xứ Thanh, Sông Lam Nghệ An mới chỉ có 4 chiến thắng. Ngược lại, số trận thua của họ nhiều gấp đôi là 8 lần. Đội bóng xứ Nghệ luôn được đánh giá rất cao về hàng phòng ngự. Mùa bóng trước, họ đã thủng lưới 26 lần sau 26 vòng đấu. Đáng chú ý, sau 3 vòng đấu đầu tiên V-League 2020, đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Trường là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới. Phía bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa tiếp tục trình diễn bộ mặt thiếu sức sống nơi hàng phòng ngự. Mùa bóng trước, đội bóng xứ Thanh để thủng lưới nhiều nhất với hiệu suất 2 bàn thua một trận. Trải qua 3 vòng đấu đầu tiên mùa giải này, Thanh Hóa đã để thua 4 bàn. Ngược lại, hàng tấn công chưa thiếu hiệu quả với chỉ 1 bàn thắng. Một trận đấu khó đoán khi cả Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đều có thiên hướng chơi phòng ngự. Phan Văn Đức chính là ngọn lửa đáng chú ý nhất bên phía đội khách. Còn với Thanh Hóa, tân đội trưởng Samson liệu có thể tạo nên ảnh hưởng của mình cho đội bóng và giải cơn khô hạn bàn thắng ở V-League? Tất cả sẽ được trả lời sau 90 phút trên sân Thanh Hóa ngày 12 tháng 6.